Bác lại về thăm nông thôn, đây là chỗ rất gần với chúng ta đây. Thời kỳ đó mắc cái bệnh thành tích, bác biết chứ. Đi kiểm tra bác thường đến đột xuất. Bây giờ bác lại cố ý đến đúng nơi đã bố trí cho bác để bác so sánh xem thật và giả khác nhau thế nào, thì nó lộ ra hết. Ai lại khoe với bác là lá cờ đầu của ngành sản xuất trồng trọt chăn nuôi, bác nghe báo cáo rất say sưa xong bác không nói gì, bác đến tận nơi bác nhổ lên hết các đồng chí. Các chú mới cắm hoa để đón bác đây à? Trồng trọt tăng ra gì mà không có rễ mà sao nó héo thế này? Mới cắm hoa, bác biết chứ. Không chối được, lại đưa bác vào chăn nuôi, khu chăn nuôi. Chưa kịp thuyết minh bác đã kết luận rồi. Các chú mượn của nhà dân cho bác xem đây có phải không? Đấy. Chưa kịp thanh minh, bác chỉ ngay này. Bắt ngay cho bác những con dữ nó vừa nhảy ra khỏi chuồng đấy. Không dân họ bắt đền cho. Thế là hết chuyện các đồng chí. Bây giờ bác mới hỏi này. Bác hỏi các chú một câu. Nếu các chú nuôi thật thì sao nó lại cắn nhau thế? Chủ tịch nước mà hiểu công việc nhà nông như một lão nông các đồng chí. Nuôi thật thì nó gần gũi nhau chứ. Bây giờ mới bắt về nó còn lạ đàn nó cắn nhau các đồng chí. Đúng thôi. Bác bảo thôi, phải rút kinh nghiệm ngay. Muốn bác đến thăm nữa thì phải làm ăn cho nó tử tế. Chứ làm ăn thế này dân họ oán họ ghét mất. Mà quả nhiên y như vậy. Bởi vì lúc được tin bác về, vội vàng đi lấy mỗi nhà dân một con, không kịp đánh dấu các đồng chí. Đến lúc bác về rồi trả cho dân biết đâu mà trả các đồng chí. Thôi thì cứ phát hết bình quân mỗi nhà một con cho nó xong. Không phải của người ta có nhận đâu. Thế là xóm làng đang bình yên chỉ vì chúng ta mắc hình thức phù phiếm mà thành ra sinh chuyện. Bây giờ chuyện này chắc là không còn nữa đâu, nhưng mà nó vẫn cần phải nhắc lại vì nó là một bài học về dân chủ, về quần chúng, về nêu gương. Ai lại, bác đi làm, đi tập thể dục buổi sáng, thế là thấy bác, chúng ta nhảy xuống xe đạp để chào bác. Các đồng chí nữ thì lúng túng đổ cả xe, bác lại chạy đến nhấc xe cho. Bác bảo thôi, không phải xuống xe đâu, cứ đi làm. Chỉ cần gật đầu mỉm cười gọi bác là được rồi. Bác có phải là vua đâu mà cứ phải hạ mã mãi thế. Nhảy xuống xe cũng là hạ mã các đồng chí. Đấy. Dân chủ đến thế cơ mà. Bác về quê bác đấy, nói chuyện với đồng bào trên một mỏm đồi cao nắng lửa miền Trung như thế. Thương bác lắm. Lúc bác sống bác không được hưởng hạnh phúc cái gì đâu các đồng chí. Không có cái gì thuận lợi, giàu có, sang trọng mà bác được hưởng đâu. Bác làm gì được nói chuyện trong những hội trường như thế này. Đứng trên đồi cao nắng lửa nói với dân chúng. Mà bí thư tỉnh ủy thương bác, sợ bác bị nắng, chạy lên lấy ô che cho bác. Bác nói ngay, liệu chú có đủ 10.000 cái ô ở đây không? Tức là có đủ cho dân không? Hay có một mình bác thôi? Thôi cất đi, bác có phải ngoại lệ đâu. Bác nói chuyện với dân để kết thúc sớm kẻo nắng. Bác là như vậy đấy các đồng chí. Dân chủ đến mức mà bác từ chối không nhận quà tặng, dù chỉ là một con cá chép. Cái chuyện này xảy ra ở một tỉnh hàng xóm chúng ta đây này, rất gần chúng ta đây này, này. Đồng bằng Bắc Bộ, ai lại cụ già tát ao bắt được một con cá chép rất đẹp trong ao của nhà mình nhé. Nó khác thường với cá bình thường, đẹp lắm. Chuyện nông thôn các đồng chí chẳng lạ gì, chỉ một chút xíu đấy, mà rất nhanh, nó loang ra cả xã, cả huyện, cả tỉnh ngay. Đấy. Thời bây giờ thì chúng ta chưa được như bây giờ, cho nên là những cái quyết định của tỉnh ấy, dù thế nào cũng chấp hành ngay và rất thiêng. Nhá. Ông bí thư tỉnh ủy, cái tỉnh đó vốn là một nghệ sĩ mà, tính tình rất là nghệ sĩ, dễ cảm xúc và dễ ngẫu hứng lắm. Thế là ra ngay một cái lệnh, mang ngay cá về cho thường trực tỉnh ủy. Bây giờ thì chẳng ai làm thế cả, đúng không? Nó vô lý lắm các đồng chí. Cá của nhà người ta, đúng không? Thế mà hồi đó thì răm rắp đấy các đồng chí nhé. Thế là mang cá lên. Ông bí thư tỉnh ủy trao đổi nhanh với nhau, thành lập một đoàn cán bộ dân chính đảng của tỉnh lên Hà Nội. Thăm bác Hồ, tặng cá bác Hồ, coi đây là một nhiệm vụ chính trị đột xuất các đồng chí. Kinh thế. Bây giờ ta nghe lại chuyện này ta coi như một thứ kỷ niệm thôi. Không ai làm như thế cả nữa. Mà lại mời cả cụ già là cùng đi nữa. Trời thì nắng, lên đến nơi nó lại đúng buổi trưa, nói thế nào người ta cũng không cho vào.
cầu cứu ông Vũ Kỳ, ông còn mắng thêm cho. Ông bảo bác già yếu rồi, để bác nghỉ trưa, chiều bác tiếp, không đi đâu mà vội cả. Có con cá chứ có cái gì đâu. Đấy. Mà cứ nằn nì là xin gặp bác 5-10 phút thôi rồi về để bác làm việc, không làm phiền bác, để cụ già là người có con cá này này được gặp bác. Tấm lòng thì rất tốt, rất là trong sáng, nhưng mà cách thức thì không được. Bác gọi là phù phiếm đấy. Bác rất là không thích cái chuyện đó. Để con cá trong cái thuyền thúng đầy ắp nước, hoa sen, lá sen lên, bác phải nhìn tận mắt con cá tươi lội tung tăng cho bác thích. Mà bác thì giờ đâu bác làm cái chuyện đó, đúng không? Thế. Hôm đó bác lại xuống xã. Mà các đồng chí nhớ này, bác thương nông dân lắm. Nông dân xót xa về bác lắm chứ. Bác xuống nông thôn về chỉ một cơn mưa lạnh đầu mùa, bác liệt cả cánh tay này thì các đồng chí, rồi lan sang nửa người. Bác tập trong đau đớn trong vườn nhà của bác, nhà sàn của bác đêm khuya để mọi người không biết thôi. Những ngày bác tiếp khách miền Nam ra thăm bác đấy, yếu quá phải dìu bác ngồi trước vào ghế. Đấy. Cái lần cuối cùng bác không đi vào vùng đá trông K9 ở Ba Vì để chữa di chúc được như mọi năm, phải chữa trong nhà sàn là thế đấy. Thế có ngờ đâu, bác nghe hết câu chuyện rồi. Bác cởi áo nhé, bác nằm ngay dưới sàn nhà, bác nghỉ trưa, cứ phe phẩy cái quạt mo cau của bác này, cái quạt lá cọ của bác này. Bác nghe thủng hết câu chuyện bác mới dậy. Bây giờ ta xem bác ứng xử như thế nào. Người dân bác còn nhớ tên, người dân bác còn nhớ ngày sinh để tặng quà, huống chi là đồng chí đứng đầu một tỉnh, là bí thư tỉnh ủy. Bác không lạ gì, nhưng bác coi như không biết. Bác chỉ cầm tay mỗi cụ già thôi. Bác bảo tôi mời cụ hút với tôi một điếu thuốc. Lúc bây giờ bác chưa bỏ thuốc. Năm 65 trở đi mới bỏ thuốc. Cánh già chúng ta hút thuốc để cho cánh trẻ họ bàn chuyện với nhau. Chuyện gì thì bác biết hết rồi. Hút xong điếu thuốc, bác lại ân cần cầm tay cụ già đưa về cụ đúng đứng chỗ đó. Lúc bây giờ bác mới chỉ vào đồng chí bí thư tỉnh ủy. Bác biết rồi chứ, bác vẫn cứ hỏi, chú tên gì? Thế là kể tên cho bác nghe. Bác bảo chú làm gì? Bảo thưa bác, cháu là bí thư tỉnh ủy. Bác cũng biết rồi chứ. Nhưng bác cứ ra vẻ ngạc nhiên là chú làm to đến thế cơ à. Thế là mọi người biết rằng chắc là có chuyện gì rồi đây. Bác mới chỉ vào bác. Thế chú có biết bác là ai không? Bảo thưa bác là bác Hồ, cả nước biết, cả thế giới biết. Bác cũng gật đầu. Bác bảo thế bác làm gì? Bảo thưa bác là chủ tịch nước, chủ tịch đảng. Bác bảo cũng đúng. Và bác bình thêm này, nhưng cũng chỉ là đầy tớ của dân thôi. Sau đó bác mới bình, chú là bí thư tỉnh ủy, nhưng bác cứ ngỡ chú là quan tuần phủ cơ đấy. Còn bác là đầy tớ của dân mà chú lại coi bác là vua hay sao? Ngày xưa phong kiến mà, của ngon vật lạ mới tiến vua. Bây giờ bác là đầy tớ của dân mà chú đối xử với bác thế này, tưởng là coi trọng bác mà có khi xúc phạm bác đấy. Đấy. Rất là thấm thía. Bác bảo con cá này của cụ chứ đâu có của tỉnh ủy, bác biết rồi. Để cụ dùng, cụ làm cơm cho con cháu ăn, mời hàng xóm cho nó vui thì càng tốt. Có lòng với bác thì bác cảm ơn chứ bác không nhận. Bây giờ trời thì nắng, bác mời cụ và các chú uống nước nghỉ một lát rồi về để bác làm việc. Và lần sau không bao giờ được như thế nữa. Đấy. Đấy là ta học bác cái bài học về ứng xử với dân chủ. Lại một cái việc nữa, bác không bao giờ muốn nói về mình. Nhưng mà ngành văn hóa này, lúc thì họa sĩ đến để vẽ tranh, nhạc sĩ đến sáng tác bài hát, điêu khắc đến nặng tượng, nghệ sĩ nhiếp ảnh đến quay phim chụp ảnh. Bác rất không muốn đâu, nhưng bác vẫn phải tiếp. Lần đó hai họa sĩ trẻ vào vẽ bác. Bác bảo là các chú đã đến, các chú cứ làm việc, bác cũng làm việc, cần gì bảo bác giúp, cứ nói đừng ngại. Hai họa sĩ trẻ xúc động vô cùng, lần đầu tiên được tiếp cận với bác gần như vậy, được ngắm bác thỏa thích như vậy, cho nên vẽ có được mấy đâu, ngắm bác là chính, mà lại xúc động nữa. Lại trẻ chứ cũng chưa phải là giỏi lắm. Cho nên khi hết giờ đưa tác phẩm để tặng bác, bác ngắm nghía hồi lâu mà bác cứ tủm tỉm cười, vì nó không giống các đồng chí. Thế bây giờ làm thế nào? Khen thì cũng dở, mà chê thì không nỡ. Bác chọn một cách ứng xử rất tinh tế nhé.
Bác bảo các chú đến thăm bác là quý rồi, lại còn vẽ tranh để tặng bác nữa. Bác cảm ơn, bác sẽ giữ để làm kỷ niệm. Mỗi lần xem tranh của các chú, chắc là bác nhớ các chú nhiều lắm đấy. Rất là hồi hộp, chưa biết là khen hay chê. Hồi hộp lắm. Bấy giờ bác mới đưa hai bức tranh lên để ba bác cháu cùng ngắm. Bác nói một câu này, ta xem bác có tinh tế không nhé. Đây có phải là các chú định tặng bác những hai anh em Hồ Chí Minh không? Nó cứ tương tự như thế thôi mà, chứ nó có giống đâu các đồng chí. Ai cũng vui, không bị chê, không bị được khen, chân vui lắm. Mà đấy là cái nghệ thuật tinh tế dùng người của bác đấy. Làm sao cho không ai bi quan cả, ai cũng được nâng nỡ, có triển vọng, không ai tuyệt vọng cả. Bác dạy chúng ta là phê bình công việc chứ không xúc phạm con người. Phê bình công việc thôi chứ không được xúc phạm con người. Ai cũng là một nhân cách phải tôn trọng, từ em nhỏ đến cụ già. Hai nữa là phê bình khen chê phải đúng và phải khéo. Khen quá lời dễ sinh hư, chê nghiệt ngã quá người ta tủi thân tuyệt vọng. Cho nên rất là thấu lý đạt tình. Các đồng chí là cán bộ chủ chốt cần lắm cái ứng xử đó đấy, với quần chúng, với đồng bào, với cán bộ, với đồng nghiệp. Và tất cả nó đều xuất phát từ tình thương, từ cái chiều sâu văn hóa, nhân văn của bác. Mà đấy mới là điều bền bỉ trong thời gian. Lại đặc biệt nữa, tại sao mà bác nói câu này, miền Nam luôn luôn ở trong trái tim tôi. Ta ở với bác bao nhiêu năm, ta có hiểu bác câu này đâu. Câu này ta hiểu có mỗi một nghĩa thôi, trong khi câu này là đa nghĩa lắm. Ta chỉ nghĩ là 14 triệu đồng bào miền Nam đi trước về sau, đầu sóng ngọn gió, bác thương, thì điều đó là điều tất nhiên rồi. Nhưng còn một điều nữa cơ, miền Nam là có Huế, mẹ bác nằm xuống khi bác 10 tuổi đầu thơ bé. Miền Nam có cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn bây giờ mang tên bác, là nơi 21 tuổi đầu Lê Thị Huệ tiễn bác ra đi. Hoa Huệ, tên loài hoa trùng với tên một người, người con gái, mối tình thầm lặng trong cuộc đời của bác. Mối tình bác kín ở trong tim, không bao giờ nói ra, mà chỉ là một tình yêu tinh thần thế thôi. Không một lời hẹn ước, không một lời nhắn gửi và không thực hiện được. Đấy, bác đi 30 năm, không một lời nhắn gửi. Mà Lê Thị Huệ không yêu ai, không lấy ai, chỉ chờ bác thôi. Mà cuối cùng thì cụ mất ở Sài Gòn, thành phố mang tên bác. Mà trước khi mất ấy, cụ nương nhờ cửa Phật, xuống tóc đi tu, ở trong một ngôi chùa thanh vắng. Mà bây giờ năm tháng xa rồi, cũng không biết nằm ở chỗ nào. Miền Nam còn có Cao Lãnh, Đồng Tháp, là nơi để phần mộ của người cha thân sinh, yêu quý của mình. Đấy. Ta mới hiểu tại sao mà bác cố chờ miền Nam mà không chờ được. Mà đến khi cuối cùng này, thì bác cũng không chỉ dành riêng cho xương cho miền Nam, bác bảo chia đều vào ba hộp sành, cho mỗi miền một hộp. Tình yêu là cho tất cả, là như vậy. Trên hoa hồng và hoa huệ ứng với cuộc đời bác là thế đấy. Để biết rõ điều này, xin các đồng chí dù bận mấy cũng phải tìm sách mà đọc. Hãy đọc hết tất cả những cuốn sách của nhà văn Sơn Tùng thì sẽ hiểu rõ cuộc đời của bác. Mà ta nhớ là Sơn Tùng là dưới một tình yêu rất có giá trị và ý nghĩa của Thủ tướng Phạm Văn Đồng thì thời đó sách mới có thể được xuất bản đấy. Thủ tướng ôm chầm lấy nhà văn mà khóc. Bảo, anh viết hàng vạn trang về Bác Hồ như thế này, có ngờ đâu mà bàn tay anh lại co quắp đến như thế. Thương binh hạng nặng mà các đồng chí. Thủ tướng mời ăn cơm mà không ăn được. Nói với con trai thủ tướng là lấy cho anh chiếc thìa, anh có cầm được đũa đâu. Bàn tay như thế mà viết mà hàng vạn trang sách về Bác. Mà thủ tướng đọc mà ràn rụa nước mắt. Thủ tướng nói là anh hư cấu, viết nghệ thuật là hư cấu mà hóa ra chân thật và cảm động hơn cả cuộc đời. Là như vậy. Cho nên những gì Sơn Tùng viết đấy,
ta đọc để ta tin thêm rằng cuộc đời của Bác là như vậy. May sao ta lại tìm được đúng một tư liệu để xác minh cái chuyện có sự thật này. Đó là bức thư Bác viết cho người con gái nuôi của Bác, nhà văn Pháp nổi tiếng Madeleine Riffaut. Bà này là rất xinh đẹp nhé, nhà văn, nhà thơ, có một trái tim nồng nhiệt với Việt Nam, yêu Việt Nam vô cùng. Và trong Việt Nam ấy, bà có một mối tình cảm động với nhà văn Nguyễn Đình Thi của chúng ta. Nguyễn Đình Thi là một tài năng đa diện, thơ, văn, nhạc, kịch, tiểu thuyết, hội họa, lý luận, phê bình. Hai người yêu nhau say đắm, mà không lấy được nhau vì hoàn cảnh chiến tranh. Mà chưa kể Pháp lại có một cái éo le là kẻ thù của chúng ta nữa. Thế cho nên đau khổ quá, gần như tuyệt vọng, viết cho Bác, tức là cho người cha tinh thần của mình, một bức thư để xin một lời khuyên. Bác viết thư trả lời, và trong thư đó Bác kín đáo cho ta biết chi tiết về Lê Thị Huệ. Điều ấy mới cảm động như các đồng chí. Bác viết là Bác rất hiểu tấm lòng, nỗi lòng của cháu, tình cảm của các cháu, tức là cả nhà văn Nguyễn Đình Thi nữa. Nhưng theo Bác, hãy gìn giữ nó mãi trong tim mình thôi. Phải về nước kháng chiến, cũng như Bác đã từng phải rời nước Pháp của cháu để về tổ quốc Việt Nam của Bác kháng chiến. Nhưng suốt đời Bác, trong trái tim Bác, không bao giờ Bác quên hình ảnh một người bạn gái của Bác. Đó là Lê Thị Huệ đấy các đồng chí. Cho nên miền Nam ở trong trái tim tôi là một câu đa nghĩa, mà ta vì nông cạn quá ta hiểu mỗi có một nghĩa thôi. Cũng như có lần mà chúng ta đến báo cáo Bác là chúng ta thắng một trận rất đẹp Bác ạ. Bác hỏi đẹp thế nào? Bảo giết được rất nhiều giặc, bắt được rất nhiều tù binh, cướp được rất nhiều vũ khí. Bác bảo này chú, một trận đánh chết nhiều người như thế mà đẹp sao? Các chú đánh giỏi thôi, đổ máu không bao giờ là đẹp cả, là bất đắc dĩ thôi. Đã đổ máu thì máu Pháp và máu Việt đều đỏ như nhau cả. Vĩ đại vô cùng đấy các đồng chí. Sau này Việt Phương có một câu thơ cảm động: Bác không bằng lòng gọi trận đánh chết nhiều người là đánh đẹp. Con xóa chữ đẹp đi như xóa sự cạn hẹp trong lòng con. Thì chúng ta biết được cả tấm lòng nhà thơ và cả chiều sâu nhân văn của Bác. Đặc biệt nữa, trong cuộc đời của Bác đấy, ta ở với Bác bao nhiêu năm mà đến khi Bác mất rồi ta mới thấm thía về kỷ niệm này. Có ngờ đâu trên cái tầng cao nhất của tủ sách của Bác có một chiếc hộp gỗ khảm xà cừ nhỏ, mở ra là tấm ảnh bà mẹ của Bác, bà Hoàng Thị Loan, đã ố vàng theo thời gian. Ở tầng cuối cùng của giá sách là những bức điện của tỉnh ủy Nghệ An đánh ra núi rừng Việt Bắc báo tin cho Bác, chị gái Bác đã mất, anh trai Bác đã mất. Bác nhờ tỉnh ủy làm tang giúp, Bác khóc, Bác nói là chỉ vì việc dân việc nước mà tôi đành chịu tội bất đễ vậy. Cho nên tận trung với nước, tận hiếu với dân, tận hiến cho nhân dân và dân tộc, trong đó có cả phần riêng của Bác nữa. Chính vì vậy, tại sao mà cứ chiều tối, 5 giờ chiều, 6 giờ chiều, trời mưa tầm mưa tã, đôi mắt Bác thời trẻ lấp lánh như sao, mà bây giờ cứ đượm buồn nhìn về phương Nam. Bác nói với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của chúng ta, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp. Bác nói là thôi, muộn rồi, các chú về nhà đi. Đừng để các thím mong, đừng để các cháu đợi, Bác ở đây một mình cũng được. Tức là ở cái nhà sàn đó. Thứ bảy chủ nhật nhớ cho các cháu vào chơi với Bác là được rồi. Thế mà. Thì ta mới hiểu nỗi lòng Bác. Đêm khuya mà ông Vũ Kỳ rón rén vào phòng Bác không một tiếng động, tắt đèn cho Bác, vặn nhỏ cái núm đài ở đầu giường để Bác ngủ ngon giấc. Mà có ngờ đâu chưa kịp ra cầu thang, Bác gọi lại: chú Kỳ, quay lại cho Bác nhờ một chút đã. Thế là quay lại,
Bác bảo vặn cho bác cái đài. Bác đang ngủ đâu? Bác đang nghe tin. Và lại để cho bác nghe thường xuyên có tiếng đài như có tiếng người bên cạnh, cho nó ấm cúng, đỡ lạnh lẽo cô đơn. Ta mới hiểu được đời bác như thế. Chỉ vì chúng ta thôi. Bác không có cuộc sống riêng. Bác cũng là một con người, không phải thần thánh gì cả. Trần Đăng Khoa, lúc bác mất, còn là em nhỏ 10 tuổi thần đồng thơ ca. Bây giờ bác đi được 44 năm, nhà thơ bây giờ 54 tuổi rồi. Anh ấy viết một bài viết rất cảm động về bác, chúng ta tìm đọc nhé. Trong tạp chí Hồn Việt ý, gần đây này. Anh nói là Hồ Chí Minh, người nghèo nhất thế gian, không có gì cả. Cái gì giàu có phong phú nhất, bác đã dâng hiến hết cho dân tộc và nhân loại. Trong sự giàu có đó, chính có cả tư tưởng quần chúng, dân chủ và nêu gương đấy. Tất cả tư tưởng, đạo đức, phong cách. Còn cái gì riêng tư của người, không có gì hết. Mấy manh áo mỏng, một đôi dép cao su trường chinh vạn dặm, và có hai cái quạt. Một chiếc quạt mo cau, tỉnh ủy Nghệ An tặng bác làm kỷ niệm quê hương. Bác vẫn dùng buổi trưa. Một chiếc quạt lá cọ của tỉnh ủy Phú Thọ tặng bác để bác nhớ kỷ niệm kháng chiến rừng cọ đồi chè. Khi còn khỏe, bác hút được thuốc lá, bác lấy điếu thuốc châm vào lá cọ. Cái quạt lá cọ nó thủng một lỗ thế này, để trong bảo tàng. Các trưởng đoàn các nước đến không ai cầm nổi nước mắt. Sao ở trên đời có một lãnh tụ giản dị khiêm nhường đến như thế? Người ta hỏi chúng ta là sao quạt của bác lại bị thủng như thế? Ta trả lời thế nào? Ta biết trả lời thế nào các đồng chí? Ta phải trả lời một câu rất có ý nghĩa. Bác của chúng tôi đánh dấu tài sản đấy. Có thế thôi mà. Mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn mà. Ngay cả lúc ra đi, đau khổ, đau đớn vật vã, đau đớn theo nghĩa thể xác đấy, đau lắm. Bác tim đau dữ dội này. Bác chịu đau một mình để chúng ta không xót xa. Tay bác cứ nắm chặt thế này. Lời di chúc gửi êm bên gối, quên nỗi mình đau để nhớ chung. Là như vậy. Thế cho nên ta mới hiểu tại sao mà nhà thơ Trần Đăng Khoa viết về bác đây này này. Bạn nên hiểu rằng bác bảo nghe tiếng đài cho có hơi người, có tiếng người. Bởi vì đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, phát thanh viên tuyệt đại bộ phận là nữ. Tiếng phụ nữ trong ấm thiết tha tình cảm. Bác có tiếng người bên cạnh là thế đấy các đồng chí. Ta mới thương bác biết bao nhiêu chứ. Hơn nữa, khi mà bác không còn thể làm việc được, đau tim rất nặng, cho nên Trung ương quyết định để bác không ở nhà sàn nữa. Theo lời khuyên của thầy thuốc, đi cầu thang với bác bây giờ rất nguy hiểm, nhất là sau ngày mà Đại tướng Nguyễn Chí Thanh qua đời. Cho nên mời bác xuống ở ngôi nhà, bây giờ ta vào thăm bác, thấy nó có cái biển lên là nhà 67, làm vào năm 1967 mà bác ở đấy. Bác cũng không đồng ý ở đâu. Bác bảo thôi, đã làm rồi thì để họp Trung ương, họp Bộ Chính trị và bác tiếp các đoàn địa phương. Còn đến khi bác bệnh nặng không thể làm việc được, bác quyết định, Trung ương quyết định bác ở đấy. Những ngày bác lâm bệnh nặng lại nguy hiểm sắp mất đấy, thì ngôi nhà 67 trở thành một bệnh viện đặc biệt mà ngày đêm Trung ương Bộ Chính trị có mặt cùng các bác sĩ thầy thuốc, các hộ lý chăm sóc bác từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Và trên bàn làm việc của bác khép lại vào ngày 24 tháng 8 là ngày làm việc cuối cùng của đời bác. Trên bàn vẫn để mở điều lệ hợp tác xã đang chữa dở dang từng đoạn một. Bác còn dặn nhà thơ Tố Hữu chú diễn ca điều lệ hợp tác xã ra để dân dễ nhớ dễ thuộc. Trên bàn làm việc của bác, số báo Nhân dân cuối cùng là ngày 24 tháng 8. Và vẫn còn mở trang sách của một cuốn sách dày của giáo sư Hà Văn Tấn.
viết về cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thế kỷ thứ 13. Bác đọc để ứng nghiệm vào thời chống Mỹ. Đấy là gì? Bác làm việc cuối cùng. Còn từ ngày đó trở đi là bác tỉnh lúc mê, hôn mê trên giường bệnh. Không ăn uống gì nữa đâu các đồng chí. Bác gầy là vì thế. Tại sao mà lúc tỉnh dậy mở mắt ra, bác nghe thấy tiếng khóc thút thít ở đầu giường. Bác nhìn thì hóa ra toàn các cháu gái đang đứng đầu giường bác khóc. Thương bác quá mà. Bác hỏi các cháu ở đâu đến. Đồng chí Vũ Kỳ phải thay các cháu trả lời là thưa bác, văn phòng trung ương cử đến để chăm sóc bác. Toàn y tá, y sĩ, hộ lý của bệnh viện đặc biệt quân đội 108 để giúp các bác sĩ trông nom bác. Bác bảo các chú chỉ làm phiền các cháu thôi. Ý bác là để các cháu nó nghỉ ngơi, học hành, làm việc. Bác sợ các cháu còn non trẻ quá. Bác có biết đâu là các cháu nó tốt nghiệp đi làm cả rồi. Nhưng bác lo một nỗi lo này này. Các cháu nó không giữ kín được. Nó nói ra ngoài bác ốm nặng thì bác sợ dân lo lắng. Thương dân đến cả như thế nữa. Đồng chí Vũ Kỳ phải trả lời bác là thưa bác, xin bác yên tâm. Các cháu được dặn dò tỉ mỉ cặn kẽ lắm rồi. Là không được nói ra ngoài về bác ốm. Để dân lo mà. Bây giờ tất cả các nước trên thế giới nhé, nước nào cũng vậy thôi, đều coi sức khỏe của lãnh tụ là bí mật quốc gia đấy các đồng chí. Nó đụng đến cả trạng thái chính trị hàng ngày nữa đấy. Thì bác lo như thế. Đặc biệt nữa là bác lại mở mắt nhìn các cháu trong phòng một cách rất trìu mến. Bác bảo sao trong phòng không có hoa tươi. Thế là ông Vũ Kỳ mới cho người chạy ra ngoài phía nhà sàn, ngắt mấy bông hoa hồng cắm vào lọ, để trên một cái bàn con trải khăn trắng, để rất khéo để bác mở mắt nhìn đúng cái lọ hoa. Lúc tỉnh dậy, nhìn thấy lọ hoa hồng đã cắm xong, bác lại nói câu này mới thấm thía này. Sao lại cắm hoa vào lọ thế? Bác hỏi hoa tươi có phải để cắm cho bác đâu? Để tặng các cháu gái. Các đồng chí nữ, được bác an ủi thương yêu đến như vậy. Trong di chúc này, một trong những đoạn cảm động nhất là đoạn bác dặn phụ nữ. Phải vượt qua tự ti mặc cảm, vươn lên chủ động giành lấy quyền bình đẳng. Các cấp chính quyền từ cơ sở tới trung ương phải tạo điều kiện cho chị em tham gia chính trị. Cái mà trung ương quyết định tỷ lệ cán bộ nữ trong ban chấp hành là thế đấy các đồng chí. Bác quan tâm lắm các đồng chí. Các đồng chí nữ và tất cả chúng ta cũng vậy, đều được an ủi hết. Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói là trong trái tim mênh mông của bác, ai là người Việt Nam đều có phần trong đó cả. Thương yêu không sót một người nào, từ em nhỏ đến cụ già. Thương nhất là nông dân, phụ nữ, bộ đội, chiến sĩ, công an, những người vất vả nhất. Đặc biệt nữa là trong cuộc đời bác đấy, có ngờ đâu nạn nhân trong chế độ cũ, bác cũng tha thứ hết. Bác dặn trong di chúc này, tha thứ cho họ. Họ cũng là nạn nhân thôi, đưa họ trở về với dân tộc, hóa giải các mâu thuẫn đi. Như thế mà các bạn, không sót một việc gì trong bản di chúc 1.000 từ này, mà riêng bác dành cho mình đúng có 79 từ mà thôi. Hơn nữa là trong cuộc đời bác đấy, ta mới nhớ ra cái chi tiết này này. Bác không cho tổ chức sinh nhật. Đọc di chúc ta mới sực nhớ đến. 1.000 từ này nó toát lên tất cả linh cảm của bác. Bác biết rõ bệnh của mình, bác còn hình dung cả mệnh của mình nữa. Bác viết di chúc vào năm 65 lúc 75 tuổi. Chính năm ấy bác tưởng bác đi rồi. Bác viết là ai đoán biết được tôi còn sống được mấy tháng, mấy năm nữa. Chứ không cho làm sinh nhật. Đau tim dữ dội như vậy, có thể đi bất cứ lúc nào. Đột ngột nữa. Mà tỉnh táo nghĩ về cái chết 4-5 năm liền. Đến năm 68 bác viết ngược lại. Da rẻ có hồng hào hơn, nhưng ở đời có thể chữa được bệnh, không ai vượt qua mệnh cả. Mệnh tức là cái giới hạn của cuộc đời, chứ đừng hiểu nó là thần bí gì hết đâu các đồng chí. Bác bảo ai mà đoán biết được tôi còn sống được mấy năm, mấy tháng nữa.
Đến năm 69 thì sức khỏe suy giảm đột ngột, không còn tháng, không còn năm, chỉ còn giây lát mà thôi. Cho nên bác viết là ai mà đoán biết được tôi còn sống được bao lâu nữa, không còn năm tháng nữa. Và quả nhiên đến quốc khánh thì trái tim bác ngừng đập. Đặc biệt nữa là khi Trung ương vẫn thiết tha đề nghị bác cho tổ chức sinh nhật, bởi vì ngoài bác ra còn có Trung ương, nhất là còn có đoàn ngoại giao mấy chục vị đại sứ, không tổ chức cũng không tiện, thì bác khóc. Bác bảo vậy các chú làm thật nhanh lên cho bác, đừng kéo dài làm gì, đừng bày vẽ làm gì, chỉ cho bác mấy bông hoa là đủ. Và bác nói rõ thêm 5 bông hồng đỏ thôi. Thế là Trung ương làm đúng như vậy. Có ngờ đâu bó hoa Trung ương tặng bác lần cuối cùng trong đời vẻn vẹn có 5 bông hồng. Nhỏ xíu. Cả một cuộc đời. Lúc ra đi, bác mặc chiếc áo trắng cộc tay bằng vải thô, dệt thủ công lần cuối cùng trong đời, đằng sau lưng còn thấm máu. Vết mổ không thành. Và tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng bác không qua được. Trên ngực áo không một tấm huân chương. Chúng ta trong cuộc đời có rất nhiều huân chương, huy chương, còn bác trên ngực áo không một tấm huy chương. Cho nên Trần Đăng Khoa nói một bác, nói là Hồ Chí Minh, người nghèo nhất thế gian là vì vậy. Giàu có nhất, phong phú nhất, đã dâng hiến tất cả cho đời rồi. Những giây phút cuối cùng trong đời bác cảm động, có thể nói là trào nước mắt các đồng chí. Tại sao lúc tỉnh lúc mê mà khi tỉnh dậy câu đầu tiên lại dành cho miền Nam? Chiến trường miền Nam hôm nay thắng ở đâu? Rồi lại ngất đi. Tỉnh dậy lại hỏi đê vỡ có nhiều không? Có kịp sơ tán dân đi không? Chỉ lo cho dân thôi. Bác dặn là không đi đâu cả, bác ở đây thôi. Bác không thể bỏ dân mà đi được là vì vậy. Hơn nữa là bác dành cho trẻ nhỏ. Trước khi mất, bác hỏi là sắp đến ngày khai giảng rồi, tháng 9 mùa thu mà. Các chú chuẩn bị trường sở sách bút cho các cháu đến đâu rồi? Rồi bác đi. Bác cầm tay thủ tướng mà bác không biết. Tay bác cứ lạnh dần. Ngày trước đấy, bàn tay con nắm tay cha, bàn tay bác ấm vào da, vào lòng. Bây giờ tay bác cứ lạnh dần, bác cứ gọi luôn miệng chú Tô đâu. Thủ tướng đến gần giường bác, thưa bác còn dặn điều gì nữa không? Nhìn vào gối nằm của bác, thủ tướng kể cho chúng ta nghe là đầm đìa nước mắt. Nước mắt bác cứ nhỏ xuống. Vì đồng chí Lê Duẩn đến báo cáo bác, mời bác đi về Ba Vì để dân yên tâm. Chứ sợ Hà Nội thấy biển nước thì làm thế nào? Bác khóc là thế. Hai nữa là về việc riêng. Tại sao mà đảng ta khi bác mất ấy không đọc được hết di chúc? Vì nhiều điều bác dặn đọc bây giờ không phù hợp. Sau này phải công bố hết là thế. Ta giữ bác lại vĩnh hằng, nhưng bác muốn nằm trong lòng đất mẹ thì lúc đó chưa thể đọc được. Mà xin phép bác bao nhiêu lần bác cũng không đồng ý. Đến mức đồng chí Lê Duẩn phải nói là thưa bác, mọi việc bác dặn chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ. Còn về việc riêng của bác, xin bác yên tâm để Trung ương bàn bạc rồi quyết định. Còn nếu làm đúng như lời bác dặn, tức là đốt bác đi, hỏa táng, rồi chôn bác đi, thì rồi đây đến ngày thống nhất đất nước, đồng bào miền Nam ra hỏi bác ở đâu, thì chúng tôi biết ăn, biết nói làm sao. Thì cả hai bác cháu cùng khóc, mà bác cũng không đồng ý đâu. Chúng ta làm là theo tiếng gọi của lý trí và của lương tâm. Chứ còn xin phép bác thì không bao giờ bác đồng ý. Nó có liên quan đến chuyện là đồng chí Lê Thanh Nghị lúc bây giờ Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng nhận chỉ thị đặc biệt của Trung ương đi một chuyến đi bí mật sang Liên Xô mà không giấu bác, không để bác biết. Bác biết thì không bao giờ bác cho đi cả. Sang đó để thông báo chính thức với Đảng Cộng sản Liên Xô tình hình sức khỏe của bác.
Và nếu chẳng may có mệnh hệ gì, thì Đảng Cộng sản Việt Nam có lời chính thức mời Liên Xô giúp toàn bộ lễ quốc tang. Bây giờ chúng ta biết tỉ mỉ lắm các đồng chí. Và chúng ta càng biết nhiều càng tốt. Ta biết rằng là bác từ khi mất xong, làm truy điệu bác xong đấy, chiến tranh ác liệt như vậy, lăng chưa có. Làm thế nào? Đất nước thì nước nhiệt đới như thế này. Đưa bác đi về đá trông K9 để bảo quản. Mà thi hài bác chuyển đi chuyển về giữa đá trông K9 Ba Vì với Hà Nội tất cả 6 lần trước khi bác nằm trong lăng. Cho nên chỉ riêng điều ấy thôi đấy, ta mới thấy được rằng Bác Hồ của chúng ta vừa vĩ đại cao quý mà ta thương bác vì vất vả suốt cả một cuộc đời. Đến khi mà thủ tướng đến gần bác hỏi bác còn dặn điều gì nữa không đấy, bác nói nhỏ thế này các đồng chí này: tính cho bác xem quốc khánh năm nay lần thứ bao nhiêu. Thủ tướng bảo thưa bác, 24 năm, 45, 69 mà. Bác lại nắm chặt tay thủ tướng hơn, mà tay vẫn cứ lạnh dần lạnh dần. Bác nói gấp gáp trong hơi thở: hai giáp có phải không chú? Giáp tức là 12 năm, bác tỉnh đến phút cuối cùng đấy. Ý bác là năm chẵn đốt pháo hoa cho dân chúng mừng. Chú là thủ tướng đọc diễn văn phải vui lên, bác không ra được với dân nữa đâu, bác buồn lắm. Hay cố dìu bác ra với dân 5 phút có được không? Bác cứ đinh ninh là chưa tổ chức quốc khánh. Bác có biết đâu là đảng ta tổ chức sớm lắm. Vì linh tính cho biết là bác không qua được, nếu chẳng may có mệnh hệ gì thì còn làm tang lễ cho bác. Và quả nhiên bác mất đúng ngày quốc khánh. Trên khi lần đầu tiên Hà Nội tổ chức meeting sớm như vậy, dân chúng đã ngạc nhiên. Mà trời cứ mưa tầm mưa tã, đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa. Trên lễ đài lần đầu tiên vắng bác, chứ bác đứng giữa, bác cầm cái mũ vẫy đồng bào thế này, bây giờ không có. Nhìn thủ tướng đọc diễn văn ngày lễ mà nét mặt buồn như thế, thì dân đã biết có chuyện chẳng lành. Dân mình linh tính lắm, nhạy cảm lắm. Quả nhiên hôm sau mới có 5 giờ sáng thôi mà quốc ca đã nổi lên. Giọng người phát thanh viên nghẹn ngào trong nước mắt mà không dám báo tin bác mất ngay đâu. Phải báo tin bác ốm nặng để dân đỡ sốc. Chứ còn thật ra bác đi rồi. Và đến khi biết tin bác mất thì cả thế giới và Việt Nam vỡ òa trong tiếng khóc. Là như vậy. Các đồng chí nhớ là thơ Tố Hữu nói là đốt pháo hoa mừng đến lễ sau, vì năm đó không thể đốt được. Tang tóc như vậy, mưa tầm mưa tã như vậy, đê vỡ như vậy, dù bác dặn là năm chẵn đốt pháo hoa cho dân chúng mừng. Hơn nữa, cả tuần lễ hôn mê không ăn uống gì được. Nhật ký ghi bệnh, chữa bệnh cho bác, các bác sĩ kể rất tỉ mỉ là 2 thìa sữa cho bác mà không hết đâu. Mà bác bảo cho bác một ngụm nước dừa, nghe một câu hò Huế, nghe một câu hò xứ Nghệ. Hò Huế để nhớ về mẹ, hò xứ Nghệ để nghĩ về cha, về anh, về chị và người thân. Còn nước dừa là miền Nam. Trong miền Nam đó có cả nỗi chung và niềm riêng của bác. Khi cái mầm dừa từ Bến Tre gửi ra tặng bác đấy, bác khóc. Bác đích thân chồng đã có quả chăm bón được là thế đấy. Bác bảo đồng bào miền Nam yêu quý bác như vậy, mà bác chưa làm tròn trách nhiệm với miền Nam. Bác nhận hết về mình. Bác không có quà gì cho miền Nam cả, bác chỉ có cái này thôi. Rồi bác đặt tay lên trái tim bác, tức là miền Nam ở trong trái tim tôi. Các bác sĩ thì lại sợ rằng bác tràn dịch màng phổi, chứ không muốn để bác uống nước dừa. Mà thật ra đã có đâu, có chuẩn bị đâu. Ông Vũ Kỳ, ông ấy lấy tư cách là thư ký của bác, ông hét to lên: bác đi đến nơi rồi, làm được gì cho bác phải làm thật nhanh lên, không thì không kịp nữa đâu. Mà quả nhiên là không kịp. Khi các chiến sĩ cảnh vệ chạy ùa ra phía sau nhà sàn, lấy 2 quả dừa từ 2 cây miền Nam miền Bắc, được lưng cốc nước mang vào, thì không kịp, bác đi mất rồi. Ngoài hành lang đã có hương trầm, trong phòng nức nở tiếng khóc. Và xin các đồng chí nhớ cái chi tiết này.
Thông cáo thì ghi là 9 giờ 47 phút ngày mùng 3 tháng 9 Bác Hồ vĩnh biệt chúng ta. Nhưng bây giờ Trung ương cũng nói lại đầy đủ đấy. Bác mất đúng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Còn vì lúc bây giờ Đảng cũng là gia đình thôi, cũng tang ra bối rối, không muốn để dân buồn ngày lễ và ngày tang lại trùng nhau, mà để tang bác một tuần lễ liền, cho nên lui vào mùng 3. Sáng mùng 4, Trung ương mới họp hội nghị bất thường cơ mà, để bàn về tang lễ quốc tang cho bác. Sau này phải nói lại đúng như vậy, để chúng ta làm dỗ bác cho nó chính xác. Còn Thủ tướng Phạm Văn Đồng trước khi về với bác đấy, nói với chúng ta hai chi tiết rất cảm động. Tim bác ngừng đập đúng 9 giờ. Ta gọi là chết lâm sàng, đúng 9 giờ. Còn 47 phút là giờ hồi sức cấp cứu cho bác. Đội bác sĩ 6 người trực tiếp do Thủ tướng chỉ huy đấy, hồi sức cho bác mà tim bác không đập lại. Lúc mà tim hình nó liên như làn sóng thế này, thì tim tay bác đau đớn nắm chặt ở thành giường. Còn lúc tay bác duỗi ra thì làn màn hình chạy thẳng băng thế này, tim bác ngừng đập thì đúng 9 giờ sáng. Còn 47 phút là làm thêm mãi mà không đập được. Mà ai cũng chỉ cầu mong một điều, giá như được chết thay cho bác để tim bác đập lại, mà không sao thực hiện được. Thủ tướng giàn giụa nước mắt mà nói là thôi, không được đâu, để bác đi cho thanh thản. Thì kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ 47 phút. Cái giờ ấy là rất linh thiêng. Cho nên dù là 9 giờ, tức là khởi đầu, hay 9 giờ 47 phút, tức là vẫn nằm trong biên độ của giờ tâm linh, từ 9 giờ đến 10 giờ sáng. May thay, ta biết được cái giờ này khi bác nói ra. Ta hỏi bác là, thưa bác làm việc vất vả suốt ngày đêm, có giờ nào bác thanh thản không? Bác khóc. Bác bảo nước nhà còn chia cắt, miền Nam chưa giải phóng, bác ăn không ngon, ngủ không yên, bác chỉ có một giờ như vậy thôi. Rồi bác im lặng, bác có nói đâu. Ta hỏi bác là thưa bác giờ nào vậy, bác mới nói nhỏ là từ 9 giờ đến 10 giờ sáng. Thì bác đi vào khoảng giờ đó, lại đi vào ngày Quốc khánh, thế là đọc tuyên ngôn độc lập ngày nào thì đi ngày đó. Cho nên bác là một con người bằng xương bằng thịt, nhưng mà mang phẩm chất của bậc thánh và thành huyền thoại của lịch sử, cho nên nó linh thiêng là thế. Và nếu như 9 giờ 47 phút thì vẫn nằm trong giờ tâm linh. Và hàng ngày đấy, ta mới biết được cái chi tiết này các đồng chí này. Ngày, mỗi ngày 9 giờ đến 10 giờ bác không làm việc gì hết. Chỉ làm một việc duy nhất là đọc báo thôi. Mà bác đọc cả báo trong nước, báo nước ngoài. Tay bác cầm cây bút chì xanh đỏ, gạch dưới tất cả những đoạn người tốt, việc tốt. Bác kiểm tra lại xem có đúng không để tặng huy hiệu. 10 năm cuối cùng, bác tặng tất cả là 6.000 huy hiệu người tốt, việc tốt. Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả nước là một vườn hoa đẹp. Câu nói đó đã đi vào lịch sử là như vậy. Hơn nữa là trong cuộc đời của bác đấy, cái lần chữa di chúc cuối cùng này, chữa ở nhà sàn, lại hôm bác chủ trì họp Trung ương, bác nhìn đồng hồ 9 giờ sáng, bác bảo các đồng chí Trung ương nghỉ giải lao đã. Bác phải về nhà có một chút việc, không ai biết là việc gì. Chỉ có hai người được biết là đồng chí Lê Duẩn và đồng chí Vũ Kỳ là người mà được bác cho giữ di chúc thôi. Thì bác biết thôi, các đồng chí nhìn vào di chúc của bác thì ta sẽ thấy được là bác chu đáo đến như thế nào. Cái bản chữa đây các đồng chí này, đây là bản chữa của bác. Những dòng mực đỏ bác chữa đây, bác chữa nhiều nhất là bản 568. Năm tổng tiến công thì năm sau bác đi. Lần chữa cuối cùng đấy, bác chữa tại nhà sàn, không còn sức đi về vùng Ba Vì Đá Trông K9 linh thiêng nữa. Mà chỉ có hai người biết. Bác dặn là giải lao xong, chú Ba chủ trì hội nghị thay cho bác. Tức là Tổng Bí Thư Lê Duẩn. Không ai biết gì cả. Đến lúc bác mất đọc ta mới hiểu được, mới thấm thía được. Và trong di chúc này các đồng chí về đọc lại. Cái đoạn đầu tiên ấy, bác viết về việc riêng ấy. Tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, lãng phí thì giờ tiền bạc của nhân dân. Tôi gửi lại muôn vàn tình thân yêu cho đồng bào đồng chí. Đoạn ấy
dành cho chính mình đúng 79 từ. Còn về sau, bác cố chờ miền Nam mà không chờ được thì bác chữa đi chữa lại nó dài thêm ra. Chứ bản khởi đầu có 79 từ thôi. Bác dặn là cho xương xin gửi lại một ít cho miền Nam. Rồi về sau, bác lấy bút đỏ gạch chữ xương đi, còn cho thôi. Đã hỏa táng làm gì còn xương nữa các đồng chí. Bác rất tinh tế về ngôn ngữ. Bác cũng không dành riêng cho miền Nam, cho cả ba miền. Cho thì chia đều vào ba hộp sành. Miền Bắc một hộp, miền Trung một hộp, miền Nam một hộp. Tìm đồi cao mà chôn xuống. Như thế đã tốt vì hợp vệ sinh cho người đang sống, lại đỡ tốn đất. Bác lại bổ sung thêm bằng một chữ là đỡ tốn đất ruộng nữa. Tức là nghĩ về đất thổ canh của nông dân. Cùng với miễn thuế cho bà con nông dân. Bác còn dặn là trên mà không cần bia đá tượng đồng. Chỉ cần một ngôi nhà thoáng đãng để ai đến thăm bác thì có chỗ nghỉ ngơi tránh mưa tránh nắng. Ai đến thăm nhớ trồng cho bác một vài cây làm kỷ niệm. Trồng cây nào nhớ là phải tốt cây ấy. Lâu dần cây sẽ thành rừng, vừa đẹp cho phong cảnh, vừa lợi cho nông nghiệp. Về việc này tôi có ý nhờ các cụ phụ lão giúp cho. Các cụ lão bạch đầu quân thì trồng cây mới tốt, đúng không? Bác không nhờ thanh niên việc này. Thanh niên bác nhờ việc khác. Thanh niên tuổi cao trí lớn, tuổi sức trẻ trí lớn thì làm việc dũng cảm, vất vả hơn. Trồng cây là một việc rất cẩn thận. Chỉ có cụ già mới cẩn thận thôi. Bác hiểu tâm lý con người lắm. Tuổi trẻ các cháu tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi yêu đương, hò hẹn. Rồi quên tưới cây cho bác thì cây chết hết. Bác, người ta gọi di chúc này này vừa là một văn kiện lý luận chính trị đặc biệt quan trọng, mà vững về mặt văn chương đấy là một áng thiên cổ hùng văn. Về mặt tâm lý đấy là một bức tranh về tâm lý con người và cuộc đời thấm thía vô cùng. Là như vậy, cho nên xứng đáng là bảo vật quốc gia là thế đấy các đồng chí. Cho nên nói bao nhiêu cũng là không đủ. Chỉ có điều là năm tháng thời gian sẽ trôi qua đi, mà mỗi chúng ta thì hiểu được bác ít lắm. Sẽ phải tích lũy thêm nữa để cả cuộc đời hiểu về bác đầy đủ hơn, thấu hiểu và thấu cảm cuộc đời của bác hơn. Khi bác ra đi, nỗi đau đớn nhất lại là chính là Tố Hữu đấy các đồng chí. Cái nhà thơ hàng đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam, bác coi như con vậy. Nhà thơ đau tim rất nặng, mà cứ nấn ná không đi chữa bệnh, ở lại để chăm sóc bác. Bác bảo chú đi bệnh viện đi, đừng chủ quan, có bệnh nặng mà không chữa. Phải vào viện để các thầy thuốc chữa cho. Đừng lo gì cho bác cả, ở đây còn có nhiều người. Thế là để bác yên lòng đi bệnh viện, có ngờ đâu chưa kịp ra viện thì bác đi mất rồi. Cho nên mùng 6 bắt đầu viếng bác, nhà thơ mới kịp chạy từ bệnh viện về. Chiều nay con chạy về thăm bác, ướt lạnh vườn rau mấy gốc dừa. Con lại lần theo lối sỏi quen, đến bên thang gác đứng nhìn lên. Chuông ơi chuông nhỏ còn reo nữa, phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn. Những câu thơ đầy tang tóc đẫm nước mắt. Nhưng cái đoạn đau đớn nhất ấy là cái đoạn này này. Người lớn phải nuốt nước mắt vào trong để không yếu mềm, để bác đi cho thanh thản và để chúng ta cũng vững bước theo chân bác. Cho nên là nhà thơ mới viết: ôi bác Hồ ơi những xế chiều, nghìn thu nhớ bác biết bao nhiêu, ra đi bác dặn còn non nước, nghĩa nặng lòng không dám khóc nhiều. Rồi yêu bác lòng ta trong sáng hơn, xin nguyện cùng người vươn tới mãi, vững như muôn ngọn giải Trường Sơn. Cái sự thề nguyện ấy, sự vững chãi ấy, chính là lúc này toàn đảng, toàn dân ta một lòng một dạ theo bác, để thực hiện cho được cái mục tiêu của bác: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Và trong sự phát triển đó nhất định sẽ có đóng góp xứng đáng của đảng bộ và nhân dân tỉnh ta. Tôi xin cảm ơn các đồng chí và toàn thể đồng bào.